Xin chào các bạn nhé. Thì có nhiều bạn muốn làm cái video thay pin với lại nâng cấp RAM cho cái con Dell InVision 3510 các bạn ạ. Thì con này nó là 2021 nhé, 3510, InVision 3510 2021. Thì cái video này sẽ tập trung vào cái cách tháo lắp thay pin và nâng cấp RAM cho con máy Dell này các bạn nhé. Các bạn ơi, để tháo được cái con máy này thì mình chỉ cần tháo các cái ốc ở phía mặt D, tức là cái mặt đáy này, thì tháo hết ốc ra. Tô vít thì tô vít bốn cạnh thôi các bạn nhé. Còn các bạn nhớ tắt hoàn toàn máy để chúng ta làm cho nó yên tâm hơn. Hai con ốc này là nó vẫn gắn vào vỏ D nhé, thì mình không thể vặn ra được hết, mình chỉ vặn hết nấc gen thôi. Còn lại thì có con ốc nào thì mình sẽ vặn nốt rồi các bạn ạ. Đó. Thì khi mà vặn xong ốc thì mình cạy cái vỏ D này ra thôi các bạn ơi. Cạy cái vỏ D này ra thì khá là dễ này. Mình dùng cái nẹp nhựa nhé. Các bạn có cái nẹp gì thì mỏng mỏng, cứng cứng một chút thì các bạn kỳ vào các cái phần giáp ranh này này, giáp ranh của C và D để chúng ta tách cái phần vỏ D này ra. Máy này được tháo 2-3 lần rồi nên là cạy nó ra nó khá là dễ. Những con máy mà chưa cạy hoặc là lần đầu cạy thì khi mà chúng ta kỳ nó sẽ hơi khó ra đấy. Rồi các bạn ơi, các bạn ơi, nhìn qua thì quả pin nó đây nhá. Thì để thay được pin thì hiển nhiên ta phải là tháo cáp pin ra. Tháo cáp pin ra và chúng ta sẽ, đây, chúng ta sẽ tháo vị trí này và các cái ốc xung quanh của pin. Cái này thì chúng ta chỉ cạy xuống thôi là tháo được cáp. Và trong quá trình thay pin thì các bạn nhớ về cái mã của pin nhé. Mỗi một con máy thường thường sẽ dùng một cái mã riêng đấy. Ví dụ như cái dòng 3510 này, nó sẽ dùng một cái mã là đây, để mình tháo ra thì mình sẽ đưa cận lại để các bạn chú ý nhé. Chứ không phải quả pin con máy Dell nào cũng dùng chung một cái mã đâu. Ví dụ như con này nó sẽ sử dụng là G910 41W này. Đấy. Thì khi mà cái quả pin mới về thì các bạn thay thì các bạn nhớ giữ sợi cáp này nhé. Các bạn nhớ giữ sợi cáp này. Còn tháo nó ra thì mình kéo nó xuống thôi. Kéo nó xuống này. Đó, và chúng ta nhấc được cái phần bẹ cáp này ra này, bẹ cáp nhỏ nhỏ này này. Đó. Và khi một quả pin mới về thì chúng ta đưa cái phần này. Đây này, cái phần này là cái phần tiếp xúc nhé. Phần tiếp xúc thì chúng ta cắm xuống dưới này. Cắm xuống dưới này. Đó, ấn xuống. Sau khi nó chắc chắc rồi thì mình đẩy cái nẫy sắt này lên. Rồi, như vậy là cái lẫy sắt nó giữ chặt được cái này rồi các bạn nhé. Đó, giữ chặt rồi thì bây giờ ta sẽ đi lại phần cáp thôi. Đi lại phần cáp. Chỗ này nó có cái phần. Rồi, đi vào cái phần rãnh của sợi cáp. Bây giờ thì mình chưa vội nắp mà... Mình sẽ chưa vội nắp cáp mà mình sẽ nâng cấp RAM trước các bạn nhé. Mình sẽ nắp RAM trước. Đây, bây giờ mình sẽ vặn ốc của pin trước đã. Đây các bạn ơi, cái cáp của cái HDD có thể đưa lên trên được. Để lên trên tí nữa mình nắp xong. Với cái dòng pin của máy này thì bên mình cũng có nhé. Thì tí nữa nếu mà cần các bạn tham khảo thì mình đính cái link ở phía dưới video. Để lúc nào các bạn cần thì các bạn cứ kích vào tham khảo về cái thời gian bảo hành, rồi là thông tin về giá vân vân. Đó. Bây giờ mình chưa vội cắm cáp, mình sẽ tháo cái thanh RAM này ra. Để tháo được thanh RAM này ra này thì dễ thôi các bạn ơi. Các bạn cái thanh giữ RAM này mình cạy ra rộng ra này. Mình cạy rộng ra. Rộng ra và nó sẽ tự vênh lên thì chúng ta sẽ kéo cái RAM ra thôi. Đấy. Thì đây, mình sẽ lắp một cái que RAM hiện tại đang là 4GB, rồi mình sẽ lắp một que 8GB nhé. Với 8GB thì các bạn có thể dùng SK Hynix. Cứ hàng hãng là được nhé. Ví dụ SK Hynix hàng hãng nó có cái, đây này,
cái logo chìm các bạn ơi, cái logo chìm SK Hynix này, SK Hynix China hay là SK Hynix Korea hay bất cứ cái gì Philippines hay cái gì, cứ biết làm sao nó có chữ SK Hynix chìm ở đây là hàng hãng nhá. Hoặc là Samsung cũng vậy, Samsung nó có cái chữ logo Samsung chìm ở cái khu vực này, đây 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 nó có thì là đều là hàng hãng các bạn nhé. Đó, cách nắp ram các bạn ơi, các bạn đưa kịch vào này, dãy nhỏ vào vị trí nhỏ này, dãy to vào vị trí to, mình quay lại để cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây các bạn ơi, nhỏ vào nhỏ này và to vào to này, các bạn đưa kịch vào nhé, đưa kịch vào chứ đừng có trái vào xong phải thì nhô, đưa kịch vào, đưa đều kịch vào xong ấn xuống thì cái phần lẫy này sẽ giữ này. Và bây giờ mình sẽ đưa cái phần cáp của pin vào này, chỗ này nó đánh dấu nhé. Khi các bạn tháo ra mà các bạn đôi khi không biết là cái vị trí nào thì chỗ này nó họ có đánh dấu một cái chấm trắng này đó, hoặc là mình có thể đánh dấu một cái chấm xanh được để lúc làm thì mình nhớ. Đây, và đưa kịch vào đó. Và bây giờ mình cũng chưa vội đóng cái nắp D vào mà mình sẽ cắm trước, bật máy lên cắm sạc trước xem là liệu là máy đã chạy được chưa nhá, ram đã được chạy chưa các bạn nhá. Khi các bạn bật lên thì phải chờ một lúc đấy, nếu mà thấy cái tín hiệu cáp nóc mà nó sáng đèn như vậy là yên tâm này, nó sẽ reset lại một hai lần bắt đầu nó mới lên được như vậy nhá. Thì nó báo này, nó báo là có cái thông tin đã được thay đổi. Thì đây, mình ấn continue thôi nhá. Và mình chờ vào Windows. Quả pin nó chỉ nhận khi mà rút sạc ra mà pin vẫn chạy được thì tức là mạch nó nhận được pin và pin nó xả được nhé, nó xả được và nó dùng được. Và khi chúng ta cắm sạc và pin được lên 1% thì tức là ok đấy. Còn về RAM thì đang từ 4GB nó lên thành 8GB là ok rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ chờ vào Windows để liếc qua xem là các cái tín hiệu của pin và RAM nó đã ổn chưa. Trước tiên là về pin, quả pin này nó cũng khá là đầy đấy, thì là đấy nó đang có cái ghi là plug in nhá, tức là nó đã đang có dấu hiệu sạc rồi đấy, tức là nó nhận được sạc rồi đấy. Còn về RAM, về RAM thì các bạn ơi, các bạn nhìn mình sẽ bật thông tin của RAM đây. Đây mình cho to lên này. Các bạn ơi, nó lên được hẳn 8GB rồi này. Đó, và đặc biệt là khi mà được 8GB thì con CPU nó rất dễ thở nhá. Nó chạy này. À, nó cũng lên 100 đấy. Chờ tí thôi. Nhưng mà thôi rồi, ok rồi, có RAM tăng lên là ok rồi. Như vậy là RAM nhận và pin ok rồi đấy. Và pin này còn tốt lắm. 95, chờ tí lên rồi. Thì pin và RAM đã nhận rồi thì nhiệm vụ của đây 18 19 đấy. Nhiệm vụ của các bạn là đóng cái mặt D và nữa là vặn ốc và nữa là xong thôi, không có gì là khó cả. Thì thông tin của RAM mình cũng đính luôn ở phía dưới video nhé. Thì các bạn cần thiết thì có thể là xem các cái thông tin về RAM. RAM của con này đang chạy là bớt 3200 các bạn ạ. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.